Hello mọi người, đây nè, đây để Hiếu cho mọi người coi cái khung cảnh của cái đường vô ở chùa Phật Cô Đơn ở dưới chỗ Bình Chánh của Hiếu á. Hôm nay là cũng giáp gần Long An nha mọi người, cảnh nó rất là hoang sơ. Đây nè, nếu các bạn nhìn thấy cái mặt trời chút xíu ngay cái đỉnh Nam đúng không? Đẹp thật sự. Đây nè, cái khúc bên này là rừng nha mọi người. Wow, còn bên đây là... Đây nè, bên đây vẫn là một cái hoang vu nha. Cái một hai vu trải dài luôn á, nó rất là dài luôn nha mọi người, từ chưa xuống dưới một cái đoạn đường dài luôn, nhưng mà ở đây rất là nhiều người qua lại. Đây, nhìn lại một lần nữa nha, cái khúc nắng chiếu xuống á, wow, đẹp thật. Còn đang khởi dựng nha mọi người. Nè mọi người, cầu trong truyền thuyết chỉ có một đường đi thôi. Hiếu không biết là trong đó có người ở không, nên tôi tính đi qua cho mọi người trải nghiệm á, mà tôi sợ té quá. Đây mọi người, đây. Ta-da, vắng thật sự nha, nhìn hơi sợ một xíu. Tôi đi 4 xe 8 người á, mà bây giờ đi vô mua trong chợ nha mọi người. Tính mua trong siêu thị mà thôi, để lựa trong chợ. Tại nay tính nấu ăn á, để lát lựa đồ đã. Ở đây là 1, 2, 3, 3. Hello, ba người đó canh xe. Còn bên đây mới đi. Ôi, tôi lại tôi quay người ta đi mất tiêu rồi. Lại tôi quay mấy phe nó đi mất tiêu rồi. This is my... Cái bọc tôm đâu rồi? Tú à, mày đưa tao cái bọc tôm coi. Hồi nãy tao quên á, hồi nãy mua mà quên quay cái bọc tôm, lát nữa sổ nè. Còn bây giờ mua mấy cái đồ để lát xiên que á mọi người, làm nướng chung với thịt á, tí nữa quay. Đậu bắp nhờ, đậu bắp á, đậu bắp. Ôi vậy còn nướng gì nữa ta? Cà tím hả? Ồ mà cà tím có nướng được không? Được, trời ơi, ngon luôn. Lấy hai trái thôi nhờ, anh nghĩ không lấy đâu có nhiều đâu. Trong cái nhà nó đã hả chị? Ok. Đậu que, ơ lộn, đậu bắp, cà tím, ớt chuông. Ok. Gói hết luôn. Đây nè, đây là hệ lụy của những người không có kinh nghiệm đi chợ. Chơi luôn. Lấy rau xà lách, chả biết lấy bao nhiêu thôi lấy hết. Mà tầm đó ăn đủ luôn. Trời, mua rau như đó mà đại gia không hiểu luôn á. Chắc tao ký cái đầu này quá. Một ký tư hả? Bao nhiêu chứ? 450. Trời ơi, 1 ký 4 xà lách hả? Ảo thiệt á. Ok, không sao đâu, nhìn như đó nhiều chứ rửa ra nó nhiều chứ lắm. Hết là 128.000, tính luôn hai bọc á hả? À, 128.000 mọi người. A few moments later. Wow mọi người. Là chỗ này là lát nữa sẽ chỗ nó ăn uống nha. Trời, tôi không nghĩ là cái view ở đây nó đẹp thật sự luôn á. Không có bất kỳ một cái nhà nào xung quanh ở đây nữa hết mấy fan. Không hề có một cái nhà nào xung quanh đây nữa luôn. Xung quanh đây toàn là sông nước thôi, và một cái con đường đi rất là xa. Mấy bạn muốn mà có nhà là phải đi ra từ trên đó đó, khoảng tầm một cây số mới có nha mọi người. Nè mọi người nhìn theo gặp mà hết tôi chỉ bạc ngàn luôn á. Cái nhà lá này cũng là cái nhà của cái fan đó luôn á. Là tí nữa sẽ ăn ở đó. Trời ơi, không có một cái gì hết. Wow, ý ở bên kia có một ngôi nhà kìa. Hảo, hello mọi người em. Hello, có sắp vô. Vô. Có tắm không? Ai nhu cầu tắm không? Để em cầm camera anh xấu anh review đi. Ôi lục bình kìa, cái đó lục bình đúng không? Đúng rồi. Ảo thật đấy, xuống vớt anh em. Yên tĩnh thiệt á. Phỏng vấn người qua đường. Ôi, nay qua đường đúng lúc nè. Hello mọi người. Cảm nghĩ của em có mặt vào thời điểm hiện tại là gì em? Thấy rất là đây rất yên bình. Trời ơi. Đáng để đến. Ra ngoài lát 20 nha. Rồi người tiếp theo. Hello anh em. Cảm nghĩ của em về thời điểm hiện tại. Thì như anh em đã thấy không? Anh nè, yên bình lắm. Thành phố mình sao được vậy được. Chính xác. Exactly. Ủa còn người đi đường này nữa hả? Hello em. Hello anh. Cảm nghĩ của em. Không khí nó trong lành, nó yên bình lắm anh. Nó kiểu như nó khác xa thành phố đúng không? Đúng rồi, nó feel lắm. Ờ. Mát lắm. Wow. Cảm nghĩ của tôi nha mọi người.
yên bình. Ngắn gọn, ở cái khu vực trước mặt này là để trồng mai mọi người. Sắp tới Tết rồi, khoảng tầm một tháng nữa là sẽ tới Tết rồi đúng không? Là khu vực này là để trồng mai nha. Tới tầm đó là chỗ này nở ra sẽ rất là đẹp. Tiếc một cái là mình không có mặt vào cái lúc đó. Nhưng mà Hiếu nghĩ là nếu mà ở khu vực này mà nở, nở mai ra là chắc rất rất là đẹp luôn. Vắng lắm mọi người, ở đây không có gì hết trơn. Ta-da. Tiếp tục series. Cái mà điều lo nhất là chuẩn bị tối mọi người. Ở đây không có luồng dây điện vào được. Cái bóng đèn trong nhà này xài không phải là xài bằng điện nha, mà xài bằng năng lượng mặt trời. Không hề có dây điện nào ở đây luôn. Không có luôn nha mọi người. Wow. Chỗ này đúng là lý tưởng để cho bạc ti luôn á. Nhưng mà dành cho mấy bạn nào mà thích không khí vườn á mọi người. Wow. Ê, Bạn tôi về. Thấy cái đèn xe đang chạy mọi người xa xa. Bạn tôi chuẩn bị về, ra đón. Đây mọi người ơi, đây là hậu trường của sống ảo nha mọi người. Tối thu tôi, em lên đèn xíu, xích lên mặt xíu kìa. Rồi, mẫu quay qua phải xíu nè. Đúng rồi. Mắt buồn xíu em. Và... Ôi, hát vậy bị bản quyền em. Chống tay xíu, ok, rồi. Ok, ổn. Mọi người ơi, không ổn rồi. Cái bóng đèn năng lượng mặt ui của dấu hiệu rồi, trời ơi, ngọn đèn duy nhất của cái nhà này luôn á. Ảo thần đế. Không xong rồi. Trời, tới củ kẹo rồi. Có gì lát nữa tôi cập nhật tình hình tiếp cho mọi người. 12 seconds later. Ở đó mọi người nhìn là mọi người hiểu có củ kẹo gì xảy ra rồi mọi người. Bóng đèn này lúc có và lúc không có nha mọi người. Đỡ không nổi rồi, xong. Bùi. Bố giáo ngoại ngày hôm nay tới đây xong rồi. Không đỡ không nổi rồi. Thôi mọi người, đây mình sẽ quay video qua nhóm lửa mọi người. Mọi người không thấy gì đúng không? Chứ nó có bật đèn đâu thấy. Bật đèn hỗ trợ tôi cái fan. Đây. Tới quá trình nhóm than mọi người, mấy cái cục đen. Trời ơi, mũi nó bu lên tay tôi nè mọi người. Áo thì đây. Rồi khò áo, bỏ cái miếng cao su vô. Nhóm củi lên đi. Cái này là cái dây cao su. Như là lấy nửa dây thôi chứ. Cắt ra đi, em cắt ra đi. Không ai cháy á. Cắt ra. Có cái gì để cắt không? Có cái răng á. Răng cắn không có đứt nổi đâu, khùng quá. Kiếm giờ xếp cái kia. Có miếng tôn nè. Có miếng tôn bên này nè. Đây nè. Cạ vô cái miếng tôn này nè nó mới đứt ra được. Coi chừng đứt tay đó mày. Không đứt cái đó. Giờ nhóm bỏ lửa vô. Rồi. Xếp thành chồng hả? Xếp chồng vậy rồi nướng sao má? Ấy, khoan cho xếp cao cao, xếp gần cao cao lên xíu đi. Mà không, mình chỉ cần đốt cho nó cháy than ở dưới thôi, rồi lát mình nướng. Rồi đốt đi. Nướng thì cháy thịt sao? Rồi sao không gọi khò. Bỏ khò vô củi luôn đi. Ý là rồi ok. À trời ơi, mũi nó chích kìa. Hề thật luôn á. Rồi có lửa rồi đó mọi người. Tí nữa lát tôi cập nhật tiếp nha mọi người. Ánh đèn xe của một đúng luôn á. Trên con đường này. Trên con đường này mà có xe là chỉ có một giày thôi chứ ở đâu ra nữa. Trời đất ơi. Về rồi đó mọi người. Rồi không có. Ơi có bật đèn quay mà lóc bên dưới tao không thấy gì trời á. Không thấy một cái gì luôn á. Rồi xong. Con đem cái đèn cầm tay. Không thấy gì luôn á. Ảo tình đế. Đây mọi người. À xong rồi. Dạ. Trời ơi, mũi chích mọi người ơi. Mũi chích. Trời ơi. Hồi nãy ta vừa mới nói xong luôn. Đã nói cẩn thận với em mũi rồi. Đã nói rồi luôn. Trời ơi là trời. Mũi chích mà còn nóng nữa, đỡ không nổi luôn á. Tới cái trời thiệt luôn á, sao lãng mục tiêu luôn. Đây mọi người, sau khi ớt xong nha mọi người. Đây, cái này là sườn cốt tết tắt tí nướng nè. Bên đây là cái để xiên que. Cái bên đây là để tôm xanh để nướng nha mọi người. Đây, rồi có gì tôi sẽ cập nhật tiếp nha. Rồi nè. Ây da, cái công tác lấy than nha mọi người. Đây, trời ơi. Tất cả mọi thứ là đều phải là do cái gì? Cái nào? Mà không có ánh đèn cameraman. Ánh sáng rồi, quanh đây sáng sáng. Đấy, cái này là để nhóm lửa chạy nha mọi người. Còn bên đó là mình mới để than. Tụi tôi có bóng đèn nha, nhưng mà bóng đèn nó vẫn là xài năng lượng mặt trời. Đây, cái này kỳ công nè mọi người. Tí nữa nhóm lên rồi xong xuôi rồi tôi sẽ cho mọi người coi nha. Mấy em lên đèn mấy đứa. Đây, sau đây mình sẽ review cho mọi người cái thùng cà phê phố của tụi tôi uống nha mọi người. Đây. Không còn gì nữa. Như sao, ví dụ em uống gì em? Cho em lon trong bô anh. 10 ngàn.
Để đây nha, em muốn táo rồi em. Ủa có da có táo không em? Cam, cam. Không có cam em, thôi uống táo đi nha. Uống không? Uống. Phải uống rồi. Trời có con gầy nè mọi người. Đỡ không nổi luôn mọi người ơi. Có con gầy nè mọi người. Uống không em? Thôi giật mặt. Chẳng phải uống luôn em ơi. Rồi xin tạm gác tại đây nha mọi người. Cái thùng hơi su chứ. Mọi người, cái này là cái công tác cuối cùng nè mọi người. À, phần pha lắc hoa quả đồ nướng nha. Trong đây có cà bắp, cà tím, ớt chuông, còn gì nữa không ta? Hết rồi đúng không? Là đó, ba cái đó để lắc nha mọi người. Hay á, trộn hay á. Ôi nghe mùi luôn á. Rồi ok. Đây là cái view của buổi tối. Như mọi người thấy một cái lửa trại và một cái bếp nướng. Đây là bàn anh em của tụi mình nha. Mọi người hello mọi người nè. 1, 2, 3, vô. Lại lại, 1. Một lại đi. 1, 2, 3. Ok. Rồi, này là cái bàn ăn góc quay từ bên này qua. Ở cái kẻ thù mà lớn nhất ở khu vực này đó chính là mũi á. Tụi tôi xài nhân mũi nhiều lắm á. Ở đây cái tối thui mọi người thấy được. Có một cái nhân mũi mà còn phải mén máng lên cả cái cây luôn á mọi người. Đỡ không nổi luôn. Đây nha mọi người, đây là cái cảnh miếng thịt. Đây, trời khói quá trời luôn. Ở đây là tôm nè. Với lại bên này là thịt nướng nha. Rồi sao chuỗi thề hoài vậy? Đây nha mọi người, đây là cảnh nướng nha mọi người. Cái này là nướng sườn cốt lết nè. Cái này là nướng tôm. Đây, còn cả cái xiên que nữa nha. Nhưng mà chưa nướng kịp. Đây, chiếu đèn ấy vô xíu. Ôi, than đúng đỏ luôn á mọi người. Wow, thiệt hả? Rồi, để lát nữa tôi sẽ quay cho mọi người tiếp hen. Hello mọi người. Cuộc vui nào cũng tàn mọi người ơi. Tôi không ngờ là rửa chén ở đây là điều kiện nó cực khổ tới vậy luôn. Phải xài bóng đèn luôn nè mọi người. Đỡ không nổi luôn. Không phải mày. Cái chỗ này để này nè. Cái này rửa xong để qua đây. Thiệt luôn á mấy fan. Cuộc vui nào cũng tàn mọi người ơi. Cái này là cái kết mấy fan. Ở đây không có nước. Ở đây cái nước là cái rất là khó luôn á. Cái thùng này là để đựng nước mưa nè. Rửa sơ qua thôi rồi mình mới về mình rửa sau nữa. Đừng có quay anh.